đâu nhiều dữ hả? Vậy có chó cứu hộ luôn. Wow, con mới đi săn xe về hả? Wow, nhiều xe quá. Đâu, xe này xe gì hả? Coi như con nói cho các bạn nghe coi. Xe này xe gì? Rồi, tiếp theo. Một xe cứu quả nha. Xe này xe gì? Xe móc kéo. Một xe tải con. Một xe móc màu xanh lá cây. Cái đầu màu vàng. Một chiếc xe móc nữa. Quá nhiều xe móc gì vậy? Một xe. Xe này xe chở rác nha. Xe chở rác. Siêu nhân. Siêu nhân sắp xếp. Chú. Đó là siêu nhân sắp xếp đây. Cái này là một xe ủi hả? Một xe ủi đất. Quá trời xe cảnh sát nhỏ luôn. Đây một xe cảnh sát nhỏ màu trắng. Một xe cảnh sát nhỏ màu vàng. Một xe cảnh sát của Mỹ nha. Xe này xe của Mỹ luôn. Xe cảnh sát, quá trời xe cảnh sát luôn. Đây màu đen. Ở trong kia có còn xe trọng sát bự nữa nè. Nó cao quá cho con lấy được. Rồi tiếp theo là xe gì? Một chiếc xe đổ bê tông. Hai chiếc xe du lịch dễ thương quá. Xe này xem xe đổ bê tông màu vàng. Rồi té xe luôn. Một xe này xe cẩu móc màu vàng luôn. Tiếp theo cái gì đây? Chó bảo hiểm. Chờ chút nha. Đây một chú chó cứu hộ. Thương quá. Thêm một chú chó cứu hộ nữa. Tên tên cuối cùng là một chú chó cứu hộ màu nâu áo màu cam. Xin chào bạn nhé. Gì đây? Một chiếc xe con, xe móc con. Xe móc con. Xe móc con để tay. Xin chào các bạn. Một chiếc xe đua. Super Jimmy. Super Beat. Rồi, đi săn siêu xe thôi. Xe gì vậy? Rồi, mấy xe này xe đi lạc hả? Đi lạc tuần rồi, chở xe về đi nhà coi. Rồi, con bắt xe đi nhà coi, con đi ra đường chị ta bắt không? Rồi, con bỏ xe lên xe chở về nhà đi, chứ để ra đường người ta bắt á. Nhẹ thôi, bể đó. Một xe đổ bê tông. Xe đó xe gì đó? Một xe đổ rác. Một xe gì? Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Tiếp xe xe gì? Xe cảnh sát nữa. Xe cứu quả, cứu thương. Một chó cứu hộ. Rồi xe đó xe gì? Xe một xe đua. Xe đua. Xe móc. Rồi còn đâu nữa không? Đâu? Xe móc trên cây luôn hả?
có xe mập trên cây luôn. Xe gì mà xe mập trên cây ngộ với ta. Mấy xe này là xe bị mắc kẹt trên cây á hả? Kẹt trên cây rồi. Rồi con cứu hộ xe đi. Wow. Ôi, ôi rớt luôn rồi. Xe đó xe gì? Xe gác. Wow, quá trời xe trên cây luôn. Đâu? Còn nữa không? Wow, một xe cảnh sát màu vàng, đẹp quá. Wow, xe này bút cát được luôn hả? Rồi, còn nữa không? Còn nữa không? Rồi mình đi về, xong chưa mình về? Và còn một bạn siêu nhân nữa. Ồ, ở trong kia có chiếc xe gì đó. Siêu nhân. Ờ, một siêu nhân với một chiếc xe mắc kẹt trong đây rồi. Rồi, cứu về luôn. Rồi, siêu nhân bị té rồi, siêu nhân bị thương rồi. Rồi, bỏ siêu nhân lên. Ba bỏ đi, tao bỏ rồi. Rồi. À, một chiếc xe du lịch. Rồi, mình chở các bạn xe về nha. Rồi, con đẩy với bạn xe về thôi. Con đẩy nhẹ thôi nghe, chứ để té đó. Wow, cái gì đó? Đâu? Ui, ghê quá. Cắn ở đâu vậy? Cắn chay hả? Rồi bắt rắn về luôn. Bây giờ là cả con ngồi ra chơi mát đi con xin chạy. Xíu xe bị kẹt rồi. Xe bị kẹt rồi hả? Xe bị kẹt rồi. Rồi chó cứu hộ tới cứu xe đi. Ôi chào bạn xe. Xe này kẹt bánh rồi hả? Rồi để mình đá bằng xe lên nha. Đúng rồi. Thiên chờ chậm xe này. Bạn xe này cũng bị kẹt luôn rồi hả? Rồi để mình kêu xe tới. Trưng, 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 trưng. Xe móc tới đây, xe móc tới đây. Wow, xe... À, xe móc bị lật luôn rồi, xe móc bị lật luôn rồi. Rồi thêm một chiếc, rồi một chiếc xe móc tới nữa. Rồi cứu lên đi, cứu tôi dưới lên. Wow, móc dính bụi cây luôn rồi. Rồi cứu được rồi. Yeah.